Xin kính chào quý vị các bạn. Cảm ơn quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh Bá Hùng Audio. Và clip này em test cặp loa Focal Area 926 màu Walnut. Đây là một cặp loa có kích thước vừa phải, phù hợp với những căn phòng diện tích trên dưới 30m trở lại. Đó, nếu như quý vị các bạn nào đang có một căn phòng khách ở phong cách tân cổ điển hay những cái phong cách hiện đại, hay là những anh em muốn có một cái cặp loa hiện đại để trang trí và cũng như là để nghe. Đương nhiên rồi, loa Pháp thì chất âm của nó rất là tuyệt vời. Chất âm ngọt ngào, mềm mại, chi tiết với những cái dòng nhạc trữ tình và những dòng nhạc giao hưởng cũng đánh rất là tốt. Nếu như thế mạnh của những dòng loa Tannoy là những dòng nhạc vàng, nhạc chậm, thì những dòng loa Focal sẽ đáp ứng được tốt hơn cho anh em chơi. Ngay cả nhạc vàng đánh cũng rất tốt, chất âm của trung âm của loa Pháp thì cực kỳ là ngọt ngào. Và đặc biệt là loa có 4 đường tiếng thì bao giờ cái chất tách bạch chi tiết nó cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Đó, loa Focal là một trong những cái cặp loa, những cái dòng loa high-end hàng đầu thế giới. Thì Bá Hùng Audio hiện tại đã phân phối dòng loa Focal tại Hà Nội. Và cặp loa này với giá thị trường đang rơi vào khoảng hơn 80 triệu. Thì shop Bá Hùng Audio màu Walnut giao lưu với anh em mức giá là 68 triệu đồng. 68 triệu đồng loa Focal Area 926 màu Walnut đó, còn màu Noir hay là màu Black thì nó sẽ có mức giá rẻ hơn. Đó, em thông báo để quý vị các bạn được biết. Và hiện tại thì em đang phối ghép với chiếc âm ly Luckman L507UX MK2. Chiếc âm ly này thì tạm thời đã có một chú khách đã đặt hàng rồi, và chú là một người cũng chơi rất là lâu năm, và khi thấy Bá Hùng Audio lên sóng chiếc âm ly này thì chú đã ưng ý ngay, bởi vì đây là một chiếc âm ly cực kỳ mới và hầu như là ở Việt Nam chưa có ai ship về bán hàng lướt cả. Đó là một cái điều rất đặc biệt ở chiếc âm ly này. Đó, và nó vừa gần như là mới tinh. Nếu như ở những nơi khác người ta có thể người ta đóng vào bán mới, nhưng shop em cái nào ra cái đó, hàng mua được giá hợp lý, bán hợp lý cho anh em. Đó, chứ còn những anh em mà những người mà bảo là những shop mà bảo là những người mà bảo là dịch này bán giá Covid thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có. Như shop em là trực tiếp nhập bên Nhật về, sách tay về, cho nên là sẽ nắm rõ nhất. Và hầu như là ai bán audio hay là tất cả các ngành hàng khác thì cũng thế thôi. Bởi vì là dịch này, cái chuỗi cung ứng, các cái dòng sản phẩm, tất cả mọi sản phẩm đều bị đứt gãy bởi dịch bệnh. Như chúng ta biết ở Bình Dương ấy, hiện tại nhân công, công nhân là cũng nghỉ về quê hết rồi, lấy đâu nhân lực mà sản xuất. Đó, thì chưa nói đến phần chi phí bị đội lên như là nguyên vật liệu sản xuất, lấy đâu ra cái giá mà mùa Covid giảm rẻ đi. Đó, cho nên là bảo bán giá mùa Covid rẻ thì không bao giờ có, toàn là những cái hàng gì không đâu ấy à. Đó, chỉ còn những cái hàng mà chuẩn chỉ thì không bao giờ có giá Covid, thậm chí là Covid tăng rất là nhiều. Đó, nếu như may mắn bán được giữ giá như bình thường thì đó là điều rất là may mắn rồi, chứ chưa nói là cái chuyện mà giảm giá bán Covid thì không bao giờ có. Đó, cho nên là các bạn lưu ý, tiền nào của đó thôi. Cho nên là cái giá thì không bao giờ có giá chuyện là mùa Covid mà nó giảm đi đâu ạ. Đó, nhất là những cái sản phẩm dịch vụ mà phải nhập khẩu thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có cái giá rẻ hơn là giá bình thường, mà nó còn tăng lên rất nhiều. Cho nên shop em luôn cố gắng bán giữ giá như bình thường cho anh em là điều rất là may mắn, bởi vì bên em là trực tiếp nhập khẩu sách tay từ Nhật Bản, đấy, không qua một cầu nào cả. Đó, ví dụ như các bác như những shop khác ấy, thì người ta có mua lại, mua đi mua lại thì sẽ bị đội giá lên 2-3 cầu thì sẽ bị đội giá cao là điều đương nhiên. Đó, còn nếu như người ta tự mua thì cũng phải qua bên vận chuyển thì người ta sẽ bị cộng lên 5%, 6%. Ví dụ 100 triệu thì sẽ mất đội lên 5 triệu. Đó, chính vì vậy thì không có mức giá tốt như shop em. Shop em là người trực tiếp mua đó, và trực tiếp ship do bên vận chuyển, chính là bên người nhà của em, và bên người mua hàng cũng là người nhà, cho nên giá bao giờ cũng đảm bảo hơn cho anh em chơi. Anh em hết sức yên tâm vì điều đó, và đặc biệt là bọn em sẽ có bảo hành, trao đổi, nâng cấp, hỗ trợ thoải mái luôn. Đó, nếu như chúng ta order bên nước ngoài thì chắc chắn là anh em sẽ bị mất phí 5-3%, chưa nói đến bị kênh cái tiền quy đổi tỷ giá tiền yên với tiền Việt Nam. Đó, và chưa nói đến điều là cái tiền cân vận chuyển sẽ bị cao, ít nhất là 201-202. Đó, và cộng thêm 5
5 đến 6% cho người mua hộ. Đó, ví dụ như 100 triệu chúng ta sẽ mất khoảng 5 đến 6 triệu tiền phí mua hộ đã. Đó, bởi vì người ta phải ứng tiền ra mua cho các bác này. Rồi người ta có những cái rủi ro nhất định đó, nhưng khi ship thì về đến hàng nơi mình nhận hàng thì mới biết được cái tình trạng sản phẩm thực như nào. Còn khi mà mua tại shop báo hồng thì anh em được yên tâm nghe thử test thoải mái, ưng thì xuống tiền, không ưng thì thôi. Đó là một vấn đề hết sức là quan trọng, là khi mà anh em chơi muốn nâng cấp trao đổi thì bên em luôn hỗ trợ. Đó là một cái điều mà anh em khi mua hàng ship, đặt ship bên nước ngoài mà không có những cái đơn vị ship mà không có trụ sở tại Việt Nam thì chắc chắn là sẽ không được chế độ bảo hành hay hậu mãi gì cả. Mà chúng ta mua tại những cái shop ở Việt Nam thì chắc chắn là sẽ được hợp lý hơn rất nhiều. Đó, thì ít nhất là về phần dịch vụ. Giá cả thì đương nhiên là bọn em sẽ có những cái nguồn hàng giá tốt để mua về bán được. Chứ còn nếu như chúng ta mà nhờ những người ship, người ta mua trực tiếp trong siêu thị thì nó sẽ bị đội giá lên, bởi thuế bên đó chắc chắn là bị cao hơn 10%. Đó. Còn lại những cái người bán mà bảo là giảm giá Covid thì chắc chắn là sẽ không bao giờ có. Đó, chỉ có những cái hàng tình trạng như nào thôi. Còn hoặc là người ta mua kèm được ấy thôi, chứ còn bảo là hàng đang bình thường mà giảm giá mùa Covid chắc chắn sẽ không bao giờ có đâu. Bởi vì Covid ý, vận chuyển tăng cao, mọi thứ đều tăng, hạn chế vận chuyển. Ví dụ như ngày xưa em bay tuần 4 chuyến, bây giờ tuần chỉ được 2 chuyến thôi. Đấy, cái tần suất nó giảm. Và đấy là bọn em là gọi là ship vận tải đấy, chứ không phải là bây giờ bay thương mại không có đâu. Cho nên là cái chuyện mà ship rẻ thì sẽ không bao giờ có. Đó, như bọn em là làm chuyên nghiệp thì sẽ có chuyển cargo, tức là chuyển cargo, tức là chuyển vận tải đấy, chuyển bay vận tải thì mới có chuyến bay thôi. Còn nếu như mà người khác không có cái đơn vị chuyển như người nhà thì sẽ không bao giờ chuyển được giá hợp lý. Rồi bây giờ thì không dài dòng nữa, xin mời quý vị bạn cùng em thưởng thức cái cặp loa này. Hết sức là ngọt ngào và rất là tuyệt vời luôn. Bác nào có nhu cầu thì cũng rất mong được quý vị bạn giao lưu và ủng hộ. Hãy liên hệ với em theo số điện thoại 0978 263 263. Ngoài thiết bị âm thanh thì quý vị các bạn muốn order bất kỳ một thứ gì, bên em đều có thể order cho quý vị bạn trực tiếp từ bên Nhật. Và có thể là không cộng thêm phí mua hộ. Cho nên quý vị bạn hết sức yên tâm. Đời nghèo không lối thoát.
đường xưa nỗi ngậm lá vàng, đường nay thông thả bao nàng đón xuân. Lòng anh như giấy trắng thanh tâm nếm hoa tàn, thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng, dịu lòng đang dẫn phía.